Huyền thư Tarot xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập bài chung có chủ đề Vũ trụ nói gì về quyết định của bạn. Tập bài đầu tiên là mình sẽ xem là các bạn quyết định cái điều gì nhá. Hôm nay mình ở chỗ mình đang có dịch cúm mùa. Mình hình như có bị lây thì phải. Nhưng mà không hiểu sao cái thôi thúc đảm bài chung nó mạnh quá. Cho nên là khi mà mình quyết định mình đảm bài bài chung thì tự nhiên mình khỏe lại một ít. Cho nên là mình làm đảm bài này. Nhưng mà để giữ sức khỏe cho nên là mình chỉ làm ngắn gọn thôi nhá. Chúng ta trả bài đầu tiên là chúng ta sẽ xem là các bạn quyết định điều gì. Rồi những trả bài tiếp theo là chúng ta sẽ xem là vũ trụ nhắn gửi điều gì, nói điều gì với các bạn về quyết định này nhá. Bây giờ mình xin đọc bài. Mình thấy những người có năng lượng trong trả bài của hình thư Tarot nói riêng, nói chung và những người có năng lượng trong trả bài này nói riêng ấy. Các bạn có một quyết định này, có hai việc, một đó là tình cảm và hai là công việc. Về mặt tình cảm thì mình thấy các bạn có xu hướng, ở đây có những người quyết định là tập trung vào bản thân, năng lượng của chính gốc là thay vì yêu thương chờ đợi, hy vọng cầu cầu ước về một cái năng lượng nào, về một cái gì đó thì các bạn có xu hướng là quay về để làm giàu bản thân mình bằng năng lượng của chính gốc. Mình thấy các bạn là cho phép mình nghỉ ngơi, thậm chí là muốn nghỉ ngơi và nghĩ rằng mình nên nghỉ ngơi sau một cái khoảng thời gian mà các bạn, mình có cảm giác đây là những linh hồn mà các bạn đã có một thời gian miệt mài để sống với, trở về với con người tự do đích thực của mình. Cái năng lượng của Pair One là con người của tình yêu bản thân đấy, tình yêu bản thân và hướng tới năng lượng của Empress đấy. Mình thấy các bạn nghĩ là các bạn đã lúc cần nghỉ ngơi và tập trung vào bản thân mình rồi, cho mình một cái năng lượng của tình yêu bản thân rồi, và mình thấy rằng cái lý do này nó đến từ một sự thức tỉnh trong một năng lượng 10 kiếm. Thì có nghĩa là các bạn đã từng trải qua một cái năng lượng của 10 kiếm, thì nếu mà về mặt tình cảm thì các bạn biết có thể các bạn bị phản bội, các bạn đau khổ, các bạn thất vọng đó. Còn về mặt công việc thì mình thấy là các bạn cũng cho phép mình nghỉ ngơi, tập trung vào bản thân mình khi các bạn thấy con đường phấn đấu ấy. Mình có cảm giác như là ở đây có những người mà các bạn hướng tới cái việc là theo đuổi một cái công danh, một cái sự nghiệp nào đó, một cái mục đích cao hơn trong công việc. Thì bây giờ bạn cảm thấy con đường đấy đi rất là xa và không cẩn thận thì các bạn sẽ vấp ngã và sẽ theo kiểu làm sẽ gặp những cái chuyện mà nó quá sức của mình ấy, và bạn nghĩ là đã lúc các bạn cần phải dừng lại tập trung vào bản thân đấy, chứ không không nên theo kiểu giống như là cứ buông theo á, cứ nhắm mắt thì buông theo nữa. Nhưng mà căn bản các bạn nghĩ như thế, nhưng mà các bạn lại cảm thấy băn khoăn là không biết mình cư xử như thế, mình quyết định như thế nó có đúng hay không, và đó là lý do tại sao các bạn nghe trả bài này nhá. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào trả bài, và câu hỏi đó là vũ trụ nói gì về quyết định của bạn. Với câu hỏi là vũ trụ nói gì về quyết định của bạn thì mình thấy như thế này. Mình thấy các bạn đã từng ôm ấp, dù ở trong tình yêu hay công việc, các bạn đã từng ôm ấp một ước vọng lớn lao. Thì mình hôm nay mình mệt thì mình chỉ nói ngắn gọn thôi. Còn các bạn mỗi người sẽ tự tự chọn lọc những cái năng lượng phù hợp trong câu chuyện của mình nhá. Thì cái ngày qua đại diện cho một cái ước vọng lớn lao. Nhưng mà bạn, mình thấy những người trong có năng lượng ở trạng bài này, các bạn hình như có trực giác. Các bạn có một trực giác theo kiểu là nó, mình không dám gọi là thông thái bởi vì năng lượng cũng khi làm thấp, thì có nghĩa là các bạn cứ lắng nghe, các bạn cứ cảm giác như có cái gì đó không yên tâm, các bạn cứ hoài nghi vào một điều gì đó. Năng lượng của Pale Shot ấy, nghĩa là các bạn cứ định, khi nào các bạn đang định theo kiểu định lên kế hoạch ấy, thì bắt đầu lại có năng lượng của Pale Shot là các bạn lại suy nghĩ, lại cảm giác có một điều gì đó hoài nghi, là nếu mà trong tình yêu thì nếu như bạn đến với người này thì có thực sự là tốt hay không. Còn nếu trong công việc thì bạn hợp tác hoặc là bạn lên một kế hoạch gì đấy, bạn bắt đầu một cái việc gì đó có thực sự tốt hay không. Mình thấy trong bạn luôn có sự hoài nghi, và cứ mỗi lần mà bạn định năng lượng gần nay ấy, gần nay ở cấp ấy, gần nay ở sót là các bạn suy nghĩ, thậm chí là có cái sự suy xét. Gần nay ở cấp là mỗi lần các bạn định trao đi, một là trao đi tình yêu, hoặc là các bạn hợp tác, hoặc là các bạn quyết định đầu tư hay như thế nào đó, thì bắt đầu bạn lại cảm thấy nó có một cái gì đấy, nó theo kiểu là Ace of Cups là cái năng lượng của sự bắt đầu ấy, Ace of Pentacles cũng vậy, đây là cả hai đều có sự bắt đầu. Thì nếu mà Ace of Cups là cái niềm vui phước lành, còn năng lượng của Ace of Pentacles là sự bắt đầu cho một hành trình dài, thì bạn lại cảm giác như là có một tiếng nói từ bên trong nào đó, Queen of Cups là một tiếng nói từ bên trong nói với bạn rằng hãy từ từ đã đó. Và mình thấy cứ hết lần này đến lần khác, và cuối cùng khi mà bạn lắng nghe cái tiếng nói đó thì bắt đầu bạn có xu hướng là bạn rời đi, bạn từ chối. Thì cả công việc lẫn tình cảm đều như thế. Thì bên một là bạn, hai là cái đối phương của bạn nhá. Vậy thì bây giờ mình sẽ chia làm hai tụ bài.
để mình làm rõ xem một cái lớp về tình cảm, một cái lớp về công việc nhá. Đó. Trước hết là về mặt tình cảm thì mình thấy rằng là những người chọn tụ bài có năng lượng ở trạng bài này này, mình thấy các bạn có một mối quan hệ. Thì cái mối quan hệ này, một là các bạn muốn kết đôi với một ai đấy, muốn đặt một mối quan hệ cam kết nghiêm túc với một ai đấy, hoặc là có những người ly hôn rồi, ly thân, muốn trở về với lại người đó, năng lượng đều có năng lượng của 10 ly. Nhưng các bạn cứ băn khoăn, cái sự băn khoăn ở đây ngoài cái việc là bạn đấu tranh với nội tâm của mình, còn có cái sự can thiệp của người khác nữa. Và lúc nào các bạn cũng cảm giác như là năm xu là các bạn luôn sợ, luôn có một nỗi sợ, một sự ám ảnh, đó là nó sẽ đổ vỡ một lần nữa, hoặc là sẽ bị bỏ rơi, sẽ bị phản bội gì đó. Mình thấy năng lượng là ở đây là những người mà sau khi mà các bạn suy xét cao quá nhiều ấy, thì các bạn có xu hướng là các bạn thích ở một mình, tập trung vào bản thân mình. Queen of Pentacles thì giống như là tự mình yêu mình ấy, tự mình làm giàu bản thân mình, tự mình chăm mình mà không cần đến ai nữa. Nhưng mà mình luôn có cảm giác như là mặc dù trong bạn như thế, nhưng mà cứ có một cái gì đó, nghĩa là bạn cứ tưởng tượng như là trong bạn có hai con người. Một con người là nó xui bạn là thôi đừng yêu ai nữa, yêu sẽ khổ đau đấy, và tập trung vào bản thân mình thôi. Nhưng mình thấy có một con người nữa, nó cựa quậy ở bên trong bạn, nó cứ có một cái sự bế tắc nào đấy ấy, nó làm cho bạn bế tắc, khiến cho bạn là cứ một nửa muốn yên vị thì một nửa lại thúc giục, làm cho bạn giữa yêu thương và nỗi sợ ấy, các bạn cứ nó cứ đánh nhau, nó cứ đảo lộn ở bên trong các bạn. Vậy thì ở đây là gì? Thông điệp đưa ra giữa hai đôi phần đó chính là đây là những bài học, nghĩa là những cái gì đang diễn ra trong mối quan hệ của bạn này, dù là sự bất an từ bên trong này, dù là có người tác động từ bên ngoài này, dù là những cái hoàn cảnh mà các bạn nhìn thấy này, nó còn bế tắc này, nó chưa có hướng phát triển này, thì nó chỉ có một mục đích thôi, đó là giúp bạn nhìn quay về tính năng lượng của giờ hai phần. Có một cái vị mà đang làm việc với con chim, đang nói chuyện với con chim ấy, sống ở trên đỉnh núi cao và đang nói chuyện với con chim, thì ở đây là một sự nhắc nhở là đây không phải là thời gian để bạn yêu đương, mà đây là thời gian bạn tập trung vào phát triển bản thân mình, thực hiện những cái gì mà đang còn dang dở. Bởi vì hình ảnh của một cái ông này, ông đang nấu thuốc mà ông vui vẻ với con chim, sống một cuộc đời thanh tịnh, thì ở đây có nghĩa là hãy tập trung vào bản thân mình, hãy gột rửa toàn bộ nỗi sợ bên trong mình, bế tắc bên trong mình, hoài nghi bên trong mình, và yêu thương bản thân mình trước đã, rồi hãy nghĩ đến chuyện yêu đương nhá. Đó, cái thông điệp của bạn về tình yêu đó là như thế, nghĩa là đây chưa phải là cái thời điểm để các bạn yêu đương, các bạn phát triển mối quan hệ. Và khi nó chưa đúng thời điểm thì nó luôn có những cái trục trặc diễn ra, và khi nó có trục trặc diễn ra thì cái lời nhắn cho các bạn đó chính là hãy quay về yêu thương và bản thân mình, tập trung cái hành trình, tập trung vào hành trình chữa lành, chuyển hóa những rác rưởi đấy, những bóng tối bên trong các bạn nhé. Rồi bây giờ mình xin thông điệp cho công việc của bạn. Về công việc thì mình thấy các bạn đang có một cái sự hợp tác, một sự hợp tác này, một sự bắt đầu này, một sự đầu tư nào đấy. Thì mình thấy bên trong các bạn luôn có một tiếng nói là từ từ đã. Đó, mình thấy bên trong các bạn có một tiếng nói hoặc sự thôi thúc từ vũ trụ ấy. Bên trong các bạn có một tiếng nói hoặc là gọi là cái sự theo kiểu là cái tiếng nói từ tiếng nói siêu linh ấy, giống như là của vũ trụ, của đội ngũ tâm linh, của 2G6 mà các bạn cảm nhận thấy được. Bởi vì ở đây là những người mà mình thấy có năng lượng tâm linh, các bạn có cái khả năng ít, mình không phải không nói tất cả, nhưng các bạn có những khả năng để các bạn lắng nghe được trực giác của mình, được tiếng nói từ bên ngoài, tiếng nói từ bên trong và thông điệp từ bên ngoài. Ví dụ như là cái này thì hôm nay mình mệt nên mình cũng không chia sẻ nhiều được nhá, nhưng mình chỉ muốn nói chung chung là như thế. Thì các bạn từ trong cái tiếng nói nội tâm của các bạn ấy và cái nhận biết ấy, thì các bạn cảm thấy rằng đây là cái thời điểm mà các bạn cần tập trung vào. Nó chưa phải là cái thời điểm để bạn đầu tư, bởi vì ba cốc là mọi thứ nó còn mông lung lắm, đang còn rất nhiều thứ phải dọn dẹp, phải dẹp bỏ này, phải thay đổi này, phải chuyển hóa này. Và khi nào các bạn chắc chắn, các bạn vững vàng, năng lượng của khi học sót là sự vững vàng, an toàn trên một ngôi cao của mình ấy, các bạn tự làm chủ được cuộc sống của mình. Ví dụ như là nếu mà các bạn làm một cái việc gì đó ấy, thì nó phải có sự vững vàng từ bên trong. Cái sự vững vàng này có thể là điều kiện vật chất này, ý chí này, nghị lực này, hoàn cảnh này, tất cả những thứ đó cộng lại để bạn khi mà bất kỳ chuyện gì xảy ra thì bạn cũng có thể làm chủ được. Ví dụ các bạn đầu tư, các bạn làm ăn hoặc là phát triển xây dựng một cái gì đó, thì các bạn phải đề phòng sẵn phương án là dù có chuyện gì xảy ra các bạn cũng thể xử lý được, chứ không phải đặt mình trong thế bị động ấy. Thì lúc nào làm như thế thì hãy bắt tay vào. Còn ở đây mình thấy là vũ trụ mới nói rằng là bây giờ nếu bạn muốn thay đổi công việc là một này, muốn đầu tư một cái gì đó, phát triển một cái gì đó, nó chưa phải là thời điểm. Năng lượng của 6 xu là bạn đang còn rất nhiều thứ phải lo. Ví dụ như nợ, có thể ví dụ như là ở đây mình nghĩ liên quan đến tiền bạc, bởi vì là mình thấy là có những người còn nợ này,
Có những người thì lúc nghĩ là một là nợ, hai là cái gánh nặng gia đình của bạn ấy, những cái bàn tay cứ giơ ra thì có nghĩa là tiền của bạn đang còn phải chi ra rất là nhiều. Vậy thì khi mà chi ra rất nhiều thì nó không đủ để cho một chuyến đi dài như thế này. Cho nên là thay vì cái việc làm các bạn băn khoăn có nên tiến hành hay không thì hãy tập trung vào bản thân đã, hãy làm giàu cho mình, nghĩa là hãy tạo thành cái nội lực, hãy làm cho bản thân mình có một cái nền tảng vững chắc đã, rồi sau đó tiến hành cũng chưa muộn nhá. Thì đó là tất cả những cái điều mà mình thấy ở trong tập bài này. Hôm nay thì mình khá là mệt cho nên là mình chỉ chia sẻ đến đây thôi, bởi vì mình khi mà tập bài riêng ấy, mình mà bị thôi thúc mà mình không làm là mình không làm cái gì được, cho nên là mình làm để cho các bạn nhìn thấy được vấn đề của mình, và mình nghĩ rằng cái vấn đề đã rất rõ ràng, dù trong tình cảm hay trong công việc thì đây chưa phải là thời điểm để các bạn bắt tay vào, để các bạn quay trở lại hoặc kết hợp hoặc cam kết với một ai đó, mà các bạn cần phải quay vào để chữa lành, chuyển hóa những góc tối ở bên trong, thiết lập một cơ thể mà các bạn thiết lập một cuộc sống mà theo quy luật đó là tâm an thì vạn sự an. Còn về mặt sự nghiệp thì mình nghĩ là cái điều cần thiết nhất là các bạn phải tập trung để tạo cho mình một nội lực vững vàng, một cái nền tảng vững vàng bằng một là vật chất này, hai là nghị lực này, ý chí này, và khả năng có thể làm chủ mọi vấn đề của bạn nhé. Thì đó là tất cả những cái gì mà các bạn mà mình thấy trong trong trải bài này đó. Vậy thì đến đây chúng ta có thể dừng lại trải bài. Các bạn giúp mình phát triển kênh bằng cách đăng ký kênh, tặng mình một nút like, một comment để mình phát triển kênh nhá. Mình chắc là nghỉ hết hôm nay và cùng lắm là ngày mai nữa. Mình vẫn nhận trải bài riêng, cho nên nếu có ai có nhu cầu trải bài riêng thì các bạn liên hệ với mình nhá. Rồi cái phần mô liên hệ với thông tin ở phần mô tả. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.